Rồi, xin chào các bạn. Thì như cái tiêu đề của video thì mình sẽ tạo cái cơ hội để mà các bạn có thể sở hữu được chiếc Samsung Galaxy S8 với mức giá gọi là tốt nhất có thể. Thì các bạn cũng biết là cái chiếc Samsung Galaxy S8 được bán chính thức vào ngày 5 tháng 5 tại các cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc với mức giá bán hiện tại là khoảng 18,5 triệu đồng, cũng như là có 3 phiên bản màu để bạn lựa chọn là màu đen nè, màu vàng và màu xanh Blue. Tuy nhiên thì mình thấy là cái mức giá bán này á, thì một số người họ cho rằng là vẫn còn khá là cao và họ khó tiếp cận được cái máy này. Thế là họ đành chuyển sang một cái hướng khác, đó chính là họ mua hàng xách tay. Thì hàng xách tay sẽ rẻ hơn khá là nhiều so với hàng chính hãng. Và đây là điều mình muốn nói. Khi mà các bạn đến Fuka, các bạn mua cái chiếc Samsung Galaxy S8 này, đặc biệt là với phiên bản màu tím, móng tôm hay là gọi là màu xám phong lan, thì hiện tại Fuka đang bán với mức giá là 15 triệu 980 ngàn cho cái phiên bản màu tím này. Tuy nhiên, nếu bạn nào mà xem video này mà các bạn chia sẻ hoặc là bạn screenshot lại cái tiêu đề video, các bạn đến hàng Hoka, các bạn cho người bán xem, thì ngay lập tức họ sẽ giảm giá cho bạn chỉ còn là 14 triệu 900 ngàn. Chắc mình nhắc lại cho bạn ha, đó là 14 triệu 900 ngàn, tức là các bạn sẽ giảm giá được khoảng 1 triệu so với cái giá mà Hoka đang bán trên website. Rất tuyệt vời các bạn ha. Thì khi mà mua cái máy này thì các bạn sẽ vẫn có đủ những cái phụ kiện đi kèm theo máy, cũng như là các bạn sẽ có được thời gian là bảo hành 6 tháng cũng như là thời gian đổi trả là 15 ngày. Rồi, thì nhắc lại là cái phiên bản màu tím này thì chỉ có hàng xách tay mới có thôi, chứ hàng chính hãng thì sẽ không có. Như vậy những bạn nào mà thích màu móng tôm thì các bạn chỉ có thể mua hàng xách tay mà thôi. Và với cái việc mà giảm giá 1 triệu như thế này thì thực sự mà nói là không có giá bán nào tuyệt vời hơn. Đó, các bạn sẽ có được rất nhiều thứ nhiều từ cái máy này, tuyệt vời. Một chiếc máy mà mình hình công nó tràn ra hai bên như thế này, thiết kế kính rất đẹp, rất tuyệt vời. Mình ngoài ra mình cũng có một cái lưu ý, đó chính là hiện nay vẫn có một số những cái fanpage hay là một số những cái trang web khác họ vẫn bán với mức giá là thậm chí là rẻ hơn hoặc là bằng với mức giá bán của Hoka đang bán hiện nay. Tuy nhiên thì mình không đảm bảo cái vấn đề là họ sẽ bảo hành như thế nào, cũng như là liệu có còn hàng hay không, hay là tới đó là họ lại báo là hết hàng rồi hoặc là hàng 95% gì đó. Còn với Hoka đang bán hiện tại là hàng full box các bạn ha, hàng mới hoàn toàn luôn, các bạn có thể đến để mà kiểm tra một cách gọi là rõ ràng nhất. Rồi, thì như vậy là mình đã chia sẻ đến vấn đề là các bạn có thể sở hữu được chiếc Samsung Galaxy S8 với mức giá bán gọi là tốt nhất từ 15 triệu 980 ngàn, mà các bạn sẽ giảm giá chỉ còn là 14 triệu 900 ngàn khi mà các bạn đến Hoka, các bạn chia sẻ hoặc là screenshot lại cái video này của mình. Rồi, bây giờ bạn nào có chia sẻ gì về cái chiếc S8 này thì bạn hãy comment bên dưới video các bạn ha. Xin các bạn.